Hello mọi người. Vâng, hôm nay thì chúng ta sẽ gặp Team Clan Việt Nam Japan. Cái tên nó làm mình liên tưởng đến những bộ phim hai người huyền thoại. Hôm nay thì mình sẽ mang theo khẩu Thompson Ice Dragon, một khẩu súng DIE rất là ngon và đi zombie cực kỳ tuyệt vời. Còn C4 thì ôi ôi no. Vâng, thì mình sẽ cố gắng, tại vì cái khẩu này ý, mình mang những cái khẩu mà bắn ngon ở bên zombie ấy. Vào C4 thì nó lại đối ngược hoàn toàn. Đấy, hiểu tại sao. Đấy là cái điều dĩ nhiên mà. Vâng, thì chúng ta sẽ cùng chờ đồng đội đẩy lên trước. Đấy, chết thì chết trước, mình còn biết là có team người ta đứng canh, mình còn bắn lại. Vâng, cái khẩu này thì nó có cục băng, nó cấu máu rất là tốt. Rồi, lao xuống này, lao xuống này. Này thì bơi hết vào đây, rồi, lên luôn. Đấy, có cục băng cover rồi. Các bạn không phải sợ làm cái gì, không cần xoắn. À, đây rồi, rồi cắt mẹ cái mạng nhanh quá. Đấy, người ta gọi là tốc độ bàn thờ, rồi tôi xong rồi. Úi dồi, tự nhiên gà ta lao vào. Đấy là chết sấp mặt ra. Nó cầm, nó nắm đầu con gà, nó quay như trông chóng ấy. Rồi, biết ngay trên khu vực mic mà. Mình tính đi lên cái đường lỗ cơ. Nhưng cứ đi theo thằng này xem sao đã. Để xem cover đồng đội. Rồi bom kìa. Thế đây nào. Tôi cứ tương bom vào mặt mình đấy nhở. Thế là mình lại nhặt bom. Tôi cấu. Rồi bắn 3Z hay lắm bạn này. Bây giờ tụi mình có nên đẩy lên không? Vâng, phải đợi cái thằng này nó đi vào trước. Đấy, có gì thì nó hứng đạn trước anh em ạ. Đấy, trời ơi. Một mả bom vào mồm nhá. Rồi, tịch và té luôn rồi. Vâng, thanh niên đấy sợ và cong đuôi bỏ chạy luôn rồi. Cái gì? Vâng, ok. Vâng, nó bảo mình đẩy lên đi, nó đứng cover. What the hell? What? Nó vào khu vực mic, nó đẩy sạch rồi, nó vào mình đẩy lên HL. Con này khôn thế nhỉ? Quá là hư cấu luôn. Đậu xanh. Nó đi vào mic, nó nuốt sạch rồi, nó bảo mình lên HL. Cái đéo, cái gì trên đấy nữa. Trời ơi. Chẳng nhẽ bắt mình liếm cái đường đi làm thức ăn. Rồi, ok, rồi đứng lấp ló như đúng rồi. 3Z mà nó spam thì thôi. Nát mặt. Vâng, những thanh niên nói rất là nhiều nhưng mà mình không nghe được cái câu gì hết. Bọn này nói thực sự là cái tiếng của bọn của thanh niên gà ta nó rất là chát. Mà nó còn hay nói nữa. Rồi, ok. Bây giờ làm sao? Làm sao thì đưa ra kế hoạch thì mình đẩy chứ. Rồi. Đậu xanh nó bảo sang B. Hôm nay chơi dị người. Vâng, mình sắp đẩy lên HL thì nó lại bảo đẩy sang B. Ok thì mình qua B thôi. Vâng. Thực sự là đi theo mic thì nó sẽ khác và đi không mic thì nó sẽ khác anh em ạ. Đi không mic thì bố mày thích đi đâu thì đi. Đấy, còn đi có mic thì nó sẽ khác. Phải đồng đội bảo làm sao phải làm như thế anh em ạ. Làm sai một cái thôi là tịch. Tịch một cái thôi là nó đổ lỗi mình ngay. Đấy. Tốt nhất là nếu mà nghe được những cái thứ gì thì cứ đi theo cover cho nó chắc chuyện. Không lại nó lại cứ bảo đổ lỗi cho mình. Đấy, đùa TMP đứng lấp ló này. Bố mày cũng thuộc cái dòng SMG nhưng không mệnh bằng mày thôi. À, ép à? Ép người à? Ép người quá đáng. Ép người quá đáng. Bơi vào đây. Bơi vào đây. Bơi vào đây. Úi dồi. Đùa này thì bố mày. Ơ à! Cày. Thế hai ba thằng nó đẩy vào. Làm sao cái thằng đùa tiêm bí nó tại đạn rồi. Cái pha đấy mà thằng đấy nó không bắn cover thì có khi mình xế chết mẹ rồi. Khốn nạn. Rồi vâng, xin lỗi các bạn, mình nói tục hơi bị nhiều. Vâng, nếu mà ơ, đi vào chốn con người này.
Bắn cái gì mà? Trời ơi, đi vào trốn không người, không chích luôn. Quá là hư cấu. Vâng, chỉ là xàm, bị người ta ép. May có thằng đấy cô với. Không thì thằng TMP nó nằm xuống thì nhục lắm. Và đấy mình còn mắc nhiều đạn. Đạn thì mình không thiếu, nhưng mệnh thì mình không có thôi. Cái này khá là yếu. Úi dồi, đẩy này. Úi dồi, úi dồi. Tuy nhiên đẩy như đúng rồi. Ăn ngay quả bom. Thế là tệch thôi. Vâng, bạn ấy rất là nguy hiểm. Thế bảo sao làm sao không chết được. Lên thôi. Ủa, tôi xong rồi. Trời, em bom hay thế nhở. Double kill. Chúng tôi gọi đây là chất. Chất đến từng phát ném. Đấy, ăn được người ta một phát bom thôi, người ta ăn lại hai phát. Mắc chất. Vâng. Chết hơi bị xàm. Và những lần sau mình sẽ cố gắng không chết xàm nữa. Và mình sẽ nằm xuống như một vị thần. Rồi, sấp mặt lìn. Ơ, sao lại đổi qua thông sơn băng nhỉ? Hay như thấy cầm M4 VIP mà. What the hell? Chắc nó cầm từ đầu mình không để ý. Vâng, thiên nhiên đua đòi, học theo mình cầm thông sơn băng ấy. Từ đầu nó cầm M4 VIP cơ. Bắn mấy trận trước đi. Qua mấy trận sau này nó học theo cầm thông sơn băng. What the hell? Ok, cố lên, mình sẽ cố gắng gánh team. Ok. Vâng, đồng đội mình nếu mà nghe mấy câu này thì really? Có thật không? Hư cấu. Vâng, nói đùa thế thôi, em sẽ đi theo đồng đội để cover thôi. Còn một cái gánh team thì trách nhiệm đấy mình không gánh được. Úi dồi, bom. Thằng nào ném bom ấy, team mình à? Úi dồi, bom cứ chạy ấm ấm ấy chứ. Vâng, hay lắm DM. Nằm xuống hết rồi. Mình thì nói chung là đi sau thì không có cái mắm gì hết. Đi theo cho vui thôi. Làm màu mè cho đồng đội thôi. Và mình sẽ kênh đây. Đồng đội chat nên bảo đừng nên đứng đây. À, thấy rồi. Thôi xong. Thôi xong rồi. Hay lắm DM. Đấy. Kìa sau lưng. Ô, bà này chơi. Chơi. Chơi cái mắm gì vậy? Thế đích nào? Nó còn tương bom vào mặt mình, hư cấu. Thanh niên trôn hơi bị quá đáng đấy. Đang bắn mà cứ tích trôn. Đùa thật đấy chứ. Vâng, cố lên. Bây giờ đi đâu đây? Đánh B à? Rút B à? Giả A đánh B cái gì? Ok. Các bạn cứ thích làm gì làm đi. Mình cầm bom rong ruổi ở phía sau là được rồi. Không quan tâm. Đấy, chỉ cần đồng đội lao lên hoặc nằm xuống mình sẽ tiếp sức ở phía sau. Bây giờ đi đâu về đâu thì hãy chat lên một câu để mình còn biết. Cái khẩu thông sơn băng này nó rất là khó. Tại vì bắn từ xa ấy, yếu lắm các bạn ạ. Nếu bắn M4 hoặc AK thì đao nó to hơn. Chúng ta nhấp ít phát để giết người ta hơn. Thay vì cái khẩu này nhấp rất là nhiều phát. Cái khẩu này thì mình nghĩ là các bạn nên cầm thủ thôi. Thủ thì nó rất là bá, tại vì nó có cục băng. Bao nhiêu thằng lao vào cũng không sợ. Đấy. Còn khi mà công thì không nên cầm khẩu này. Công khẩu này khó, tại vì nó yếu về đam mà. Rồi. Rồi, nó bắn sạch. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Rồi, biết rồi, trong này có người. Bình tĩnh. Bình tĩnh xem nào. Đặt bom cái đã. Xóa làm cái gì? Rồi, tường flat luôn, mì ghê. Đậu xanh. Vâng, nó bảo cẩn thận bên HL thì mình té lên đây thôi. Chả biết đường nào mà đi. À, đua TMP. Này, thích rồi lắm không? Đùa. Vâng, thằng kia nó nốt một thằng và mình nốt một thằng. Thế là xong. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với trận cuối. Cố lên. Chúng ta phải win nào. Sao mình hay cầm bom ấy nhở? What the hell?
Thế đây nào nó vứt bom mỗi mình thôi ấy. Bọn này nó thằng nào cầm bom nó cứ vứt cho mình. Thế có thể hiểu được. Mình thì mình ghét cầm bom lắm. Mà không sao, cầm bom khi mà cài bom thì các bạn sẽ được cộng thêm AP và GP sao ấy. Rồi, tôi xong tốn một quả băng ngu người. Để làm sao đây? Đẩy vào đi. Đây đây đây, dâu nhất đây. Đấy, đấy không? Rồi. Rồi, thì nhiên cứ bảo mình đẩy lên và đứng ở sau cover. Tôi dẹp đi. Rích nào ai chơi? Mình đứng sau cover, bạn đẩy lên đi. Thích hư cấu à? Thích hư cấu. Úi xồi, nó yếu cái mắm gì. Ê, tự nhiên bảo yếu. Nó còn một nửa. Cái khẩu này thì một nửa đối với khẩu AK thì nó khác xa với lại một khẩu với Thompson bạn ơi. Thompson nó xấy nhiều phát lắm. Rồi. Bây giờ là sẽ là 2v2. Mình nghe tiếng lọc cọc ở trong cái lỗ. Rồi làm sao? Rồi thì nên kia ăn thêm được một thằng. Thế mình sẽ tiến vào đặt bom. Úi xồi biết ngay mà. Tiếng lọc cọc trong lỗ mình cứ tưởng nó ra mic cơ. Vâng. Úi xồi nó bắn chết thằng kia luôn rồi. À thì nhìn kia đi móc. Thôi xong mình quên đẩy lên. Thế không báo. Đẩy lên thì phải nói cho người ta chứ. Này đi. Lao xuống này cưng. Lao xuống này. À, thế đây nào ăn được. Vâng, mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh Hồ Mỹ nhá. À, bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.